Thằng Nguyễn nó đã làm bánh mặt trời thành công xuất sắc rồi đó ba. Tiệm bánh của nhà mình đã lấy lại được danh dự rồi. Thầy ơi, thầy, lão già đó đã nhận tiền rồi còn trả lại hay sao? Giờ cậu lo triển khai kế hoạch sắp tới đi. Dù tiệm bánh hả anh? Đúng rồi. Má muốn con ngưng lại chuyện tình cảm với con Lan Anh đó đi. Đó không phải là một tương lai tốt đẹp gì cho con đâu. Có phải má đã quên con đã nói gì với má rồi sao? Con chỉ thương một mình Lan Anh, chỉ có Lan Anh và duy nhất Lan Anh mà thôi. Ngoài ra con sẽ không lấy bất kỳ một cô gái nào khác. Con phải cưới một người môn đăng hộ đối với con, người có thể hậu thuẫn về tiềm lực kinh tế cho con sau này. Mọi người ơi, xem nè, cái tiệm vu bánh mì này nè, làm ăn ác nhân thất đức lắm. Bán bánh đã có con dán chết ở trọng rồi mà bây giờ còn dở trò ăn nói lật lọng, còn tính đổ thừa tôi nữa kìa. Mọi người mua lại mà xem nè. Cái gì mà kỳ cục vậy? Tôi nói thiệt á, ai không tin vào mà xem đó. Vào xem đi. Trời ơi, đâu không phải bánh nhà em đâu. Chú ơi, nó bị giật vậy. Đúng là tức thì chứ. Dạ, cái tờ này kêu gọi ủng hộ cái gì mà rút giấy phép kinh doanh của nhà mình đó. Nhưng mà chuyện mới xảy ra thôi mà, sao lại có nhiều thông tin như hình ảnh quá vậy? Dạ, đúng rồi đó chú. Chú nhìn đi, chú nhìn cái bánh nè. Giờ chú nghĩ đi, ai còn dám vô tiệm bánh của nhà mình ăn nữa? Nếu cần thì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ơi.